Con xin kính chào quý ông bà anh chị em. Con mời quý ông bà anh chị em nghe đoạn tin mừng theo Thánh Marco chương 7 câu 1 tới câu 13 được mẹ hội thánh công bố vào thứ tư của tuần thứ năm thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy có những người pha ri và một số kinh sư tụ họp nhau quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Jerusalem đến Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô ế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người pha siêu cũng như người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thứ gì mua ngoài chợ về cũng phải rửa rảy nước. Đã rồi mới ăn, Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy người Pha-ri-siêu và kinh sư hỏi Đức Giêsu: Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tuyển nhân? Cứ để tay ô uế mà dùng bữa. Chúa Giêsu mới trả lời họ: Ngôn sứ Isa thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả khi viết rằng dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng còn lòng chúng thì lại xa ta chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích vì giáo lý của chúng giảng dạy chỉ là giới luật của phàm nhân các ông gạt bỏ điều răn của thiên chúa mà duy trì truyền thống của người phàm chúa giêsu còn nói các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Môi Sen đã dạy rằng, người hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo người nào nói với cha mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là có ban, nghĩa là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi. Và các ông không để cho người ấy làm gì giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà hủy bỏ lời của Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em, đoạn tin mừng con vừa công bố cho quý bà anh chị em nói về việc những người biệt phái và những người pha-ri-siêu họ đến từ đâu vậy thưa quý bà anh chị em có phải đến từ Việt Nam không có phải đến từ Mỹ không có phải đến từ Canada không, không. họ đến từ Jerusalem cái gốc gác này của họ vô cùng quan trọng thưa quý bà anh chị em họ đến từ Jerusalem mà họ đến hai nhóm biệt phái và kinh sư biệt phái và pha-ri-siêu họ đến vây quanh chúa giêsu mà gốc gác của họ là quan trọng lắm từ quý bà anh chị em à, nói như kiểu chúng ta à, đến từ chỗ đó là dân là dân thế nọ thế kia à, đến từ chỗ này là dân thế này thế kia cho nên những người nhóm pha-ri-siêu và những nhóm kinh sư đến từ jerusalem mà đến từ Jerusalem gặp Chúa Giêsu em đây là đến từ thủ đô hay em đây đến từ thành phố các bác nhà quê mà ăn nói như thế để, 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 để em này, này bắt chẹt cho các bác vậy thì những người biệt phái và những người kinh sư những người pha ri này đến từ Jerusalem đến gặp Chúa Giêsu không có phải ý ngay lành gì đâu mà đến để bắt bẻ nhóm pha ri sau thời kỳ lưu đày ở Babylon chính nhóm này đã cứu lấy dân do thái lấy duy trì cái do thái giáo từ cũng bảo anh chị em cho nên họ là giới bình dân giữ luật rất kỹ rồi nhóm kinh sư là những người tri thức và bây giờ họ đến họ đối đáp về giáo lý của Chúa Giêsu và khi họ đối đáp về giáo lý của Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu nói ngay các anh giữ những cái chuyện nhỏ mà bỏ cái chuyện to đề tài con mời gọi quý mẹ anh chị em suy nghĩ trong cuộc đời của chúng ta đó là chúng ta phải nắm lấy cái chính còn những cái phụ có thì tốt không có cũng không sao con nhớ cha già mike nguyễn đình lành khi con mới đi tu vào giữ tu ở huế ngài bảo chứ những cái chuyện lặt vặt ngài luôn luôn hỏi cái này có ảnh hưởng tới ơn cứu độ Có mất ơn cứu độ không con Nếu không ảnh hưởng tới ơn cứu độ Không mất ơn cứu độ Thì có thì tốt Mà không có không sao Nhưng mà những ông biệt phái pha siêu này Lại lẫn lộn giữa cái chính Và cái không chính Cái chính và cái phụ Cái chính thì không quan tâm Mà quan tâm tới cái phụ chúng ta cũng thế thôi tôi quýả anh chị em trong đời sống thường ngày của chúng ta xét mình coi chúng ta giữa vợ chồng cãi nhau toàn cái phụ chả bao giờ cãi nhau cái chính rồi giữa nhóm này nhóm kia hội đồng này hội đồng kia người này người kia cãi nhau toàn cái phụ không phải cái chính bởi vì chúng ta quên đặt một câu hỏi tiếng Anh nó gọi là for What cho cái gì cho cái gì Chúng ta làm cái A, làm cái B, làm cái C Chúng ta cứ làm, cứ làm Nhưng chúng ta không đặt câu hỏi là cho cái gì Con có mấy đứa cháu Đang học lớp 12 Năm nay học lớp 12 Con thấy chúng học như kiểu là học để chết vậy Học từ thứ hai cho đến Chủ nhật Mà sáng 6 giờ đã rời khỏi nhà Mãi 5-6 giờ chiều về Tôi còn đi học thêm đủ đàng Thế con hỏi bố mẹ của mấy cháu Sao em thấy các cháu học vất vả thế Thì mấy người nhà nói là Bây giờ vào cái guồng Mà mình không theo không được Mà không đi học thêm chỗ nọ chỗ kia Thì không được điểm cao Không được điểm cao thì chết Vậy rồi đây Nhưng mà vào cái guồng không thoát ra được thì thôi chúng ta trong cái nguồn không sao được Nhưng mà con mời gọi Vậy thì học lớp 12 Và thậm chí học đại học cho cái gì? Câu hỏi chúng ta đặt ra Học đại học Học lớp 12 Cho cái gì? Có những người sẽ nói Thưa là để sau này có một cái nghề kiếm tiền tốt hơn Cũng đúng Có người bảo học để chúng ta biết Có kiến thức chúng ta sống tốt hơn Cũng đúng Nhưng thưa mấy người có những suy nghĩ như vậy nếu bảo rằng học để kiếm tiền Chưa chắc học đại học ra đã kiếm tiền Nhiều hơn Trong khi đó phí cái tuổi thanh xuân đi Mà học những môn mình không cần thiết Con không có nói là Không học nha Có học có hơn Và con luôn luôn ủng hộ lập trường học Nhưng mà vấn đề chúng ta phải nói Học cho cái gì Và làm bất cứ cái gì cho cái đấy Thế nên khi con nói chuyện như vậy Thì có một phụ huynh nói với con Chạ con cho con của con học, con chỉ nghĩ là cho nó học lớp 12 xong nó vào đại học, đi học đại học thì nó quen những bạn trai, bạn gái trong đấy Nó ít nhất thì nó cũng đỡ xì kè ma túy, rồi nó gặp thằng nào đoàn hoàng tử tế thì nó lấy hai đứa nó có cùng trình độ với nhau thì cũng tốt hơn À đây cái mục đích của người ta học cho cái gì cho nên chúng ta không bị cuốn theo cái guồng chảy của một xã hội Và nếu chúng ta chính chúng ta không đặt cái câu hỏi cho cái gì thì thường chúng ta sẽ chạy theo bầy đàn, chạy theo cái nguồn quay của xã hội. Đương nhiên, như con vừa nói, có những nguồn cây chúng ta không thoát ra được, chúng ta đành phải chịu. Nhưng mà ít nhất trong tầm tay có thể, nếu chúng ta rơi vào nguồn quay của cái máy móc đấy, cái cái vòng tròn ấy, nếu chúng ta không thích và chúng ta nghĩ chúng ta thoát ra được tốt hơn, thì chúng ta phải đặt câu hỏi để chúng ta thoát ra. Đừng rơi vào một cái gọi tình trạng mà theo triết học gọi là tình trạng đoàn lũ, tình trạng bầy đàn. À, chuyện kể vui như thế này, có một đồng kia ông là người Trung Đông là ông gọi là ông à, trùm dầu mỏ thế là khi chết ông lên thiên đàng ông thấy là toàn các trùm dầu mỏ đang ngồi mà không còn chỗ trong thiên đàng nữa mà mấy ông thương gia mấy ông buôn bán thì quý bà anh chị em biết rồi giỏi phao tin lắm dương đông kích tây lắm tạo tin giả tin viết thì để làm ăn lợi giỏi lắm ông Vinh đứng lên ông nói thưa tất cả những thương gia dầu mỏ ở đây Người ta mới phát hiện ra ở dưới luyện ngục Có rất nhiều dầu mỏ Mà ốc kinh doanh, ốc làm ăn Mấy ông thương gia khác là nhảy xuống luyện ngục điên Thế là ông này đến sau rồi Bây giờ mình em ở cõi thiên đàng em ngồi vui vẻ Thế là ông ngồi một mình một chập Ông bảo Sao bọn nó xuống hết luyện ngục Mà không anh chàng nó lên không ông nào lên thì nhớ ở mày dưới đó có dầu thật thì sao Thế lão cũng nhảy xuống luyện ngục Thưa quý bạn chị em Chuyện này là chuyện hài, chuyện này là chuyện tếu Nhưng mời gọi quý bạn chị em Chúng ta phải phân biệt cái chính Và khi phân biệt được đâu là cái chính, đâu là cái phụ Chúng ta theo đuổi cái chính Đừng vì theo đuổi những cái phụ mà chúng ta quên mất mất cái chính trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy Những cái gì ảnh hưởng tới ơn cứu độ Thì nhất khoát không gọi là những chọn lựa căn bản về luân lý thì nhất quán không còn những cái phụ tùy thì có thì tốt mà không có cũng không sao và nhất là với tư cách là những người Kitô hữu tư quý mà anh em chúng ta đừng lẫn lộn giữa diễn tả của đức tin hay phương thế để diễn tả đức tin và cốt lõi của đức tin sau công đồng Vaticano 2 năm 1962 63 thì um, trước đó chúng ta dâng lễ cử hành bí tích thánh thể bằng tiếng la tinh. Cộng đồng thấy rằng việc mà ngôn ngữ nào người ta cử hành các tế tự bằng ngôn ngữ ấy thì hiệu quả hơn. Và vì vậy, cộng đồng quyết định như vậy. Nhưng mà có một số đấng bảo không, chỉ có tiếng la tinh là mới uh, mới thành sự. Nếu nói tiếng la tinh thành sự thì không có được bởi vì khi Chúa Giêsu lập bí tích thánh đề. Chúa Giêsu đâu có nói tiếng La Tinh nói bằng tiếng Aram tiếng quê hương của ngài cơ mà con không phủ nhận tiếng La Tinh hay là ngôn ngữ La Tinh nó có những nét đẹp tuyệt vời nó có nét, nét nét đẹp tuyệt vời nhưng mà ý con muốn chia sẻ ở đây thưa quý bà anh chị em chúng ta lẫn lộn giữa diễn tả đức tin hình thức miêu tả về đức tin và nội dung của đức tin vậy thì cũng vậy chúng ta đang sống trong một đất nước mà chỉ có 6 người có đạo thôi, còn 94 người chưa có đạo công giáo. Vậy thì đôi khi những hình thức ABCD là tốt, là không sai. Nó chỉ nhưng mà nó chỉ là cái phương tiện diễn tả đức tin chứ không phải cốt lõi của đức tin. Cốt lõi của đức tin là cái chính, cũng như những người biệt phái và những người pharisêu -si hôm nay Giới răn của Thiên Chúa thì không giữ, nhưng cứ chăm chăm chú chú vào những cái gọi là truyền thống của tiền nhân. Chúa Giêsu bảo không. Không 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 không. Luật của Thiên Chúa thì không được phá, còn truyền thống của tiền nhân thì có thể. Vậy xin Thiên Chúa ngang qua hôm nay cho chúng ta biết. Chọn cho mình và ý thức cho mình để chúng ta biết rằng đâu là những cái cốt lõi, những cái đem lại ơn cứu độ, còn đâu là những cái phụ có cũng tốt, không có cũng không sao. Nói như thánh Agustino và chúng ta phải lấy cái kim chỉ nam để chúng ta định hướng cho nên chúng ta sẽ không rơi vào tranh cãi vô bổ à, phải thế này, phải thế kia mới đúng. Thế nọ thế kia cực tốt, không sai. Nhưng mà chúng ta lấy cái khuôn mà thánh Agustino dạy để chúng ta ứng xử, chúng ta biết chọn cái chính và có cái phụ thì tốt mà không có cái phụ thì cũng không sao. Thánh Agustino cho chúng ta như ba nguyên tắc như thế này. Đồng nhất đồng nhất trong tất cả những cái gì là nền tảng là cốt lõi là yếu tính là bản thể. Cái thứ hai, linh động về những điều phụ thể, những điều tùy thể không phải cái chính. Và khi chúng ta đã có cái một là đồng nhất trong yếu tính trong bản thể rồi thì linh động trong những cái tùy thể, những cái mà không phải chính yếu ấy thì chúng ta hành xử, chúng ta hành động bắt ai với nhau? hành xử bắc ai với nhau. Xin Thiên Chúa cho chúng ta một đàn chúng ta vẫn sống đức tin mạnh mẽ, chúng ta biết chọn cái chính và làm triển nở thêm cái phụ được tốt, nhưng nếu phải chọn lựa giữa cái chính và cái phụ thì cho chúng ta chọn lựa cái chính. Và khi chúng ta chọn lựa cái chính ấy chúng ta sẽ xung khắc với người nọ người kia thì xin cho chúng ta lấy cái nguyên tắc của Thánh Agustino là đồng nhất về những điều nền tảng căn cốt, linh động về những điều phụ thể, những điều tùy thể không quan trọng và bắt ái với nhau trong mọi sự Xin Thiên Chúa chúc lành và thánh hóa quý bà anh chị em